Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài học tìm ý tưởng sáng tạo trong thiết kế đồ họa. Rồi chúng ta sẽ cùng học thực hành trên ứng dụng Photoshop. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Thì chúng ta sẽ bật mở file hôm trước lên và để chúng ta tiếp tục thực hành trên cái file đó và cũng như là để làm quen với một số thao tác cơ bản. Rồi chúng ta bắt đầu như sau. Rồi ở đây chúng ta sẽ tiếp tục là cái phần này, chúng ta sẽ xóa nó đi, tắt ở đi. Rồi ở đây ta có cái màu xanh, ta có bị sai này. Rồi ở đây ta sẽ đưa xuống dưới này, bỏ lại đây. Đó, như vậy. Ok. Rồi đấy, sẽ có một cái màu xanh này. Rồi phải đổi xanh. Đây là giọt cô. Rồi đây tôi sẽ xoay như này. Xoay như nha. Ok. Ctrl S. Rồi ta sẽ copy về sang này. Đóng to lên. Ok. Đây ta đặt lên xem này. Xoay một chút. Rồi ta sẽ sửa làm bà 3. Rồi ta tắt cái này đi nha. Con đỏ này rất nút vào trong một chút. Rồi. Rồi. Ở đây ta sẽ Ctrl Z. Ctrl E. Đây sẽ T đó và di chuyển nó ra ngoài. Di chuyển nó ra ngoài một chút. Đặt được một cái vị trí này. Đây, nó sẽ sau ở cái cô bé này thôi nhé. Ở cô bé này. Nữa, sau cả cô bé này nhé. Ok, được. Rồi, ok. C V. Ôi sorry, yếu nhiều ấy. C V. Rồi, cái màu xanh này thu nhỏ lại. Ok. Cái màu đỏ này chúng ta sẽ đây copy này nhá, về. Ok, thu nhỏ lại. Rồi đây chúng ta sẽ có là hai cái thôi. Rồi sảnh số 2. Rồi Cantonese. Rồi. Đối với cái chú lại nó chỉ được thân trên thôi. Đúng không? Cái khăn này. Rồi, nó sẽ tìm cái khăn này nhé. Đây là cái khăn này. Ok. Đây sẽ Canton Z cái này. Ctrl Z và Ctrl E. Ở đây lên trên. Rồi, ok. Thì ở đây ấy, ta sẽ
Ctrl C, Ctrl V xuống dưới này nhé, bên dưới này. Số 6 này có lẽ là phải để vào đây một chút. Rồi, chúng ta sẽ copy xuống dưới này. Nhầm rồi. À, ok, đây chính là cái của tập copy này. Rồi, sang bên này sẽ về sang bên này. Bật lên, ok. Một cái, ok. Ok, có cái thang này. Xem nào. Thang này của chúng ta nó có nó đầy đủ phết này. Rồi. Ngay thang. Ok, về nhé. Rồi, số 1 là xóa đi. Đây sẽ điền số 2 vào đây. Ok. Để xoay nó đứng lên. Ok. Rồi, chúng ta sẽ dừng bài học ở đây nhé.